Xin chào quý vị các bạn nhé. Nào, Linh sẽ dẫn mọi người đi chơi một cái nơi gọi là trước đây mình cũng đã quay cho mọi người xem, mà đó là cái quảng trường Huỳnh Đắc Song nha. Hôm nay có cái lễ hội thi cắm trại của các xã nha và hội thi kéo co. Xin mời mọi người cùng theo dõi video của Linh nhé. Gì đây? Ôi rồi. Ông kia mẹ nhìn như hồng giá. Đi trò này vui nè. Lấy được rồi. Ôi rồi. Kia đi điệu chưa? Đấy, ông lấy được giải ba rồi đấy. Học cùng Nguyễn Quỳnh nhà em à. Nhưng mà như thằng nó được gì không ạ? Thằng kia ông kia nhìn như tôi được không ấy nhỉ? À, nhìn cứ kêu như tôi được không ấy. Cái ông này đi bỏ cái bụng rượu đấy ông đi. Bật hầu quá. Cả kiện, cả kiện. Nhìn vậy nhá, nhìn vậy lúc mà mình đi nhanh ấy là nó dồn được ghê lắm nhá. Ủa, dài chẳng quá hả? Ở nội dung môn cà kheo nhất thuộc về xã Nam Thời Giang, nhì xã Xuân Hạnh và ba xã Tiểu Xuân. Và tiếp theo là môn cắm co. Em ở Giang là giải nhất mà. Vậy xin cho các đơn vị nghỉ trong vòng thời gian 10 phút ạ. Ban tổ chức thông báo lại cho các đơn vị. Các đội chú ý đi. Đây là xã Nam Giang các bạn nhá. Đây là xã Thuận Hạnh nha, nhưng mà cô xã mình bên nào ta? Xanh bên đỏ đây. Xanh hay đỏ đây? Mỗi đội là có 2, 4, 6, 8, 9 người à? Rồi, xin mời vận động viên của xã Nam Giang, xã Bình Hòa đứng dạt ạ. Xin mời vận động viên đứng dạt ạ. Xã Nam Giang áo vàng nha mọi người. Nếu như ba tổ chức phát hiện ra đơn vị nào phạm quy sẽ loại đơn vị đó luôn ạ. Các đơn vị chú ý nghe tín hiệu còi của trọng tài. Hai ba. Đầu tiên, đầu thắng thuộc về xã Nam Thời Giang. Xin mời hai đơn vị đổi xã. Xin mời xã Nam Giang. Chúc mừng xã Nam Thời Giang. Xin mời các vận động viên lên đây nào. Tâm trạng của chị thế nào sau khi ở nhà đây? Ôi giời, con ngươi. Rồi, nó đang nhảy đây. Nhảy đây. Chú ý. Nam Giang thế à? Thắng thuộc về xã Nam Thời Giang.
con chim bay bay. Cô bên kia kéo một ông nha. Xã Đắk Rung. Đồng Hương mình chiến thắng. Vận động viên này, cổ động viên là rất kiên trì. Các bạn có thể nhận lại ạ. Ban tổ chức thông báo vận động viên hoặc cổ động viên là rất kiên trì khóa, xin các bạn có thể nhận lại ạ. Xin mời hai đội lên đây. Hai bạn nhá. Nhảy ra xíu ạ. Ủa đội hình này trắng này. Ô, đẹp lắm. Đội hình này đẹp quá nhỉ. Ui, cái đồ này giống như nóng một tí nó chưa nó đổ mặt. Nhìn thấy cái đồ mau là rồi. Màu xanh xanh một chưa nó mát rồi. Đúng rồi. Rồi. Rồi quay máy bay đi, máy bay đi chứ. Bắt máy bay kìa, bắt máy bay. Máy bay qua trên người. Xin mời hai đội lên dây. Cứ theo em nhá. Rồi. Máy bay bay thấp quá này. Mình như có ông bệnh này có vị chú ý ngay hiệu lệnh của trọng tài. Mạnh ơi. Oh. Oh, bên này thắng đầu. Rồi, hiệp đầu tiên, quân thắng thuộc về xã Nam Bình. Các đơn vị chú ý nè. Không bài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vẫn là trượt thôi. Và ở trận thứ ba, đội Nam Bình thắng đội Triều Xuân với tỷ số 2-0. Thắng với tỷ số 2-0. Xin mời đội Phan Hà gặp đội thị trấn Đức An. Xin mời các đơn vị vào vị trí. Mời đội trưởng của hai đơn vị gặp ban tổ chức để bốc thăm cả sân. Xin mời đội Tuần Hà gặp đội thị trấn Đức An. Mời đội trưởng của hai đội gặp trọng tài để bốc thăm chọn sân thi đấu. Xin mời đội Tuần Hà. Ban tổ chức chưa thông báo nội dung môn kéo co sẽ tổ chức thi đấu bán kết, còn chung kết 34 sẽ để vào sáng ngày mai. Nội dung chung kết 34 của môn kéo co sẽ để vào 8 giờ sáng ngày mai. 8 giờ sáng nha. Vâng, video của Hoàng Linh đến đây kết thúc nha. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi kênh của Hoàng Linh trong thời gian qua nha. Hoàng Linh xin chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ và thành công trong cuộc sống, và cùng nhau hợp tác và phát triển kênh nhiều hơn nữa mọi người nha. Còn bây giờ, Hoàng Linh xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo nha. Bye bye.